chuyển lên hả bạn. Để cho chảy nước. Đây bà cô bác ơi, giờ ở nhà là cũng làm rau, tranh thủ làm rau bán đây. Ở nhà kỳ này là có thêm rau uống lũi nữa. Rau uống lũi. Vâng. Để cho chảy nước. Đây nhẹ mà. Để cho nó rau uống lũi nhiều quá nên là cắt bán luôn bà cô bác. Đây là cái bèo. Không có thỉnh giống rau giống như gốc mai trồng ra. Đó. Còn bên đây là hẹ đây mà cô bác ơi. Đây, hẹ, đây cái bèo nè. Còn đây là húng lũi, nghe thông phức luôn. Húng lũi thông phức à. Còn trên đây là những chạc. Chạc cải bèo là cũng chuẩn bị là cải này là mình phân để sáng mai, tại vì sáng mai là phát quà sớm đó. Ở nhà bây giờ cũng lạc sơ ra rồi bỏ vô bịch. Rồi đây coi chừng chân lùi vậy. À. Rồi tụi con ra đây phụ nè, kêu chị hai đi. Nè, cả nhà chào ông bà cô bác, chào khán giả nè. Chị. Đây chị ba lúc này lúc này chị ba coi như là ở nhà trường kỳ rồi. Đây có điện thoại nữa không bà cô bác ơi. Dạ sao mẹ. Nè tụi con ra ấy nè, ra phụ được gì phụ nè con. Nè tụi con ra ấy nè con, cà rốt. Mẹ mẹ nói thùng đâu. À có bánh rồi mà. Đây bà cô bác một chiến trường đây. Nè tụi con chào bà cô bác nè, cà rốt ơi. Thôi cherry làm gì, ăn cái gì đó con, ăn kẹo hả? Tí ơi ra phụ nè, tí ơi giờ là thôi Khánh để vô phụ phụ phần phần cái bèo luôn đi bà cô bác ơi. Cái đó cherry là về về bà nội lục tủ lạnh hả? Mới nghe nói lục tủ lạnh kiếm kẹo sô cô la. Tí à, tí xuống phụ nè con, nhanh lên nhanh lên, xuống xuống. À. Rồi xuống đây nhanh lên, cà rốt tí tí nè. Còn cherry đi. Xuống đây nhanh lên, phụ hố cải vô nè con phành bịch đi. Đây buổi chiều ở nhà đây. Chiều ở nhà đây mà cô bác ơi. Rồi thôi vô ngồi đi, con lấy bịch qua đi, bác Tư đặt máy quay rồi bác Tư hố phụ nha. Tí giờ tí ăn bánh mì nữa. Ai biểu nãy giờ chưa ăn, thôi bây giờ vô đây phụ làm nè bánh đó nè. Cái bao này bà lá mà. Tí nhanh lên tí ơi. Rồi. Trang bán cái nào ấy thì gì. Cái này là ba cũng phân để bỏ bịch luôn phải không? Các bạn. Nhiều dữ vậy hả? Yeah.
coi trước. Đây có loại bịch dày, bịch nha. Loại bịch dày, bịch bự không ta? Bịch bự hả? Cái bèo giờ mắc quá trời. Đưa đây, đưa đây. Vậy sao đẹp. Không bánh mì nước nữa. Bánh mì nước nữa. Để nghe đó các bạn. Để 10 triệu đó các bạn. Đó là ngoài. Đó là đâu bị trả đâu. Không có dưới cái túi rồi. Đây ạ. Cái này nó bị mà ba thấy là có gì hẹn ngày mai thì ba có gì ba con không biết để con điện cho anh bảy, còn không biết được hay không thì ba ấy con biết thì chắc được thế là phải đoán rồi đó, con biết là thôi tính bữa nay thì ai nhận mà hôm nay để ba hôm nay để giữ nhận con cái tổ mấy tổ mà họ giao rồi ngày mai họ giữ hết rồi nên là họ giao mì hay gì họ giao mà bữa nay hết rồi có nhiều đâu đấy. Rau này là ăn mì là phát bảy luôn mà các bác. Ngày mai là dưới sắp là cũng phát mì, gạo, rau, có nước mì với nước nữa để cho bà con đi tới người bán cái số là nhiều quá, cái người ta uống nước ăn bánh mì. Còn ở dưới nhà chạy ồn ào rồi mà. Con tử đi chờ. Chừng nào mà biết chạy xe bốn bánh kìa hả bà, hả nói với bà nội. Nói với bà nội. Hãy
bớt lửa nhưng mà quay sát được cái củ khoai môn á, hỏi bà cô bác có ăn canh khoai môn không? Sao bà từ đâu? Thôi nè, coi đó, thôi con, ai chơi nó vậy ta? Ai chơi cây đó ta? Cây gì mà? Quốc bà. Nói chuyện lớn lớn lên tí ơi. Nè, thấy bà ngoài tưới cây. Nó chuyện lớn lên tí, nó chuyện nhỏ quá, đừng có dùng máy quá, con dùng nhanh quá, mặt quá, mặt quá, mặt quá, mặt quá, mặt quá. Đuổi sát kẻ bèo nè con. Kẻ bèo chỗ là quay cái bèo mà phải đảo qua bên đây, đảo người này đảo người kia rồi con phỏng vấn bà nội rồi, đừng rồi cái đi phỏng vấn bà nội rồi phỏng vấn bác Tư rồi có ngồi nữa nè, đâu có lộn con ngồi vô đây nữa nè, bà nội lật nè, thấy không, cho bà con mai bà con ăn nha con, ăn được khỏe. Ừ, gì vậy dòm đó thấy không, cầm máy quay đấy, con ngồi dưới nè. Mọi người nhờ, nhờ, cần người ghi vô hả mẹ? À, đâu có người ghi xạ gần đó, vậy nó mọc vô nữa. Vô dài quá. Hết bịch này là đủ không tí? Nãy tí con lấy hết bịch này đủ không con? Đủ, đủ. Bà nội đếm mà. Giao nó chắc khổng luôn. Vậy là hết bịch này là đủ hả mẹ? Đúng rồi, không có tin tưởng luôn. Vậy thì sắp đủ rồi. Sắp đủ hả? Còn... Hồi nãy em bút qua... Qua chị ba mứa nữa đó. Chị đủ đâu mới có một chục bịch. Gì nãy giờ anh làm một chục bịch hả? Cái gì mày làm nữa đi. Mày đâu vậy? Cái lòng từ từ mà chất lượng. Mai tí có đi phát quà không con? Đó. Mai con có đi không? Đang đi. Hả? Có đi không tí? Đó. Hả? Rồi đây ông bà cô bác ơi, bây giờ á thì mấy bé nhỏ là phụ
xách rau đem qua bên bác ba để đây. Thôi nha con. Nè, bây giờ rau ở đây là nãy là Khánh cái nhà cũng làm xong hết rồi. Đây để Khánh vô Khánh nghĩa là cái đìa đi. Đây. Em hốt vô chạc hết rồi chút xíu bài. Đây ông bà cô bác. Đó. 60 phần rau đã xuất khẩu rồi. Bây giờ chuyển qua bên nhà bác ba để sáng xe chở xe ba gác nó chạy vô tới nhà của anh Di rồi chở đi. Rồi tụi con nè, tụi con làm nhiệm vụ kệ nó đi tí. Thôi kệ nó đi con. Kệ nó đi con. Đọc gì vắng nước chứ gì đâu mà con. Để đâu? Xách từ hai bịch thôi, chịu khó đi đi nhiều xíu đi con. Con tụi con đếm nha. Rồi 14 bịch bây giờ mấy đứa, mỗi đứa xách. Ôi trời ơi đi coi kìa. Xách con bịch à. Hai mỗi đứa xách hai bịch đi. Rồi chị đứng ở đây nha. Trời ơi con chơi này. Đi đàng hoàng gãy cái nhánh của bác ba. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi, con chào bà cô bác nè. Chào bà bác. Ơi bậy à. Đây bà cô bác giờ để rau này chỗ đó. Để rau chút xíu xe có bị án xe không á chị ba? Rau này nè, mưa tạt không? Mưa cái tạt vô à. Đây, để sẵn đi. Để đây rồi nè. Chắc không đến nổi đâu. Để ở đây nè. Để đây sợ tối cái đường đi đạp sao? Mà con tí bưng ít rồi con ơi. Tí đang lấy cải qua đây nè bà cô bác. Rồi tí sách là quá trời luôn kìa. Con rồi con sách đi đại đi tí ơi. Mấy đứa nhỏ mỗi đứa hai bịch thôi nha. Bỏ nhẹ để dập nha con. Rồi đó đếm lại 60 bịch nha con. Trời ơi, nhổ rồi ta. 35. 35 giờ bao nhiêu? 35 xong tới 36 37. Trời ơi. Có một bịch. Để đó đi con. Để xuống đi. Ờ để đó cũng được. Rồi sau con thấy sao nè? Con thấy vui. Con thấy vui. Vui nhiều không? Vui. Thôi còn không? Không hết rồi. Ủa sao đúng rồi còn hai bịch nữa chứ? Hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Rồi đi từ té con. Dạ tụi con thấy vui không? Vui nhiều không? Đó, con mang dép kìa, thấy em, thấy hai không? Thấy chị ba không? Chị ba bỏ dép xuống con mang dép kìa. Chị ba leo lên, chị ba bỏ dép kìa, con thấy không? Rồi thôi bác Tư về. Thôi tụi con ngồi đây nha, bác Tư đi về à. Rồi tụi con có vô chào bà cô bác nè. Chào bà cô bác nè. Khoan giơ tay chào bà cô bác nè con. Bye bye. Chịu nhà đây bà cô bác ơi. Yên tĩnh quá trời luôn. Đây ngay mùa mưa nữa nên là cây cối nó xanh tốt luôn à. Chiều dưới quê buồn quá trời. Nghe mấy con chim cu nó gù nữa. Sao em? Hả? Sao? Sao nè? Nhiều rồi, như đó cũng quá trời rồi. Bây giờ bà hốt mấy cái lá này nè. Hốt mấy lá này đổ cho cá ăn đâu mà cô bác. Bởi vì cá nhà là ăn toàn là rau. Rau sạch không à. Bởi vì con nào nấy giống như là da cá mà. Cá tập thể hình vậy đó. Thịt nó chắc. Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc
ở đây được xác nhận và chứng nhận của chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Mẹ cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, rồi viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một vài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho.